Hello anh em đã quay trở lại với cái series bắt đầu và khởi nghiệp cùng với Shopee từ con số 0. Thế thì hôm trước là mình đã hứa với anh em là mình sẽ làm hướng dẫn cho anh em từ con số 0 nó sẽ đi từng bước như thế nào. Thế nhưng mà cái ngành mà mình lựa chọn lúc đấy ấy, đó là bán cái những cái phụ kiện máy tính và bàn phím ấy, thì hiện tại là cũng gần Tết rồi nên là hàng hóa nó hơi bị kẹt. Nên là cái quãng thời gian để mình có thể ra được cái video thì nó hơi lâu. Mà rất là nhiều bạn giục mình là rất là thích cái series này và muốn là mình ra cái video rất là nhanh để các bạn có thể xem. Và mình nhận thấy là bây giờ cũng là khá là muộn rồi, bây giờ là mùng 6 tháng 11, tức là nó chỉ còn vài đợt sale nữa. Những cái ngày như là ngày 11 tháng 11, 12 tháng 12, 11 tháng 1, rồi là những ngày giáp Tết thì Shopee họ sẽ có rất là nhiều những chương trình khuyến mại và giúp chúng ta bán được hàng một cách dễ dàng. Thì mình muốn là để cho mọi người kiểu kịp á, kịp những cái đợt này á, thế nên là mình sẽ lựa chọn một cái ngành hàng mà thứ nhất đó là nó dễ dàng với bản thân mình mới hơn, và có thể mình làm được những cái ví dụ, những cái video cho anh em dễ xem hơn, bởi vì hiện tại mình cũng đang kinh doanh ngành đấy rồi. Cái thứ hai là cái ngành hàng này cũng là một trong các ngành hàng mà ở cuối năm đợt Tết này nó sẽ là những cái mùa mà cái lượng mua bán rất là nhiều, và cái việc mà chúng ta bán hàng nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Thì ngành hàng đấy chính là cái ngành hàng đồ gia dụng. Thì ở trên Shopee có khá là nhiều các cái sản phẩm mà mọi người sẽ thấy là nó có thể xếp vào nhiều ngành hàng khác nhau. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay mình sẽ nói đến ba cái nhóm chính. Cái ngành đầu tiên là cái ngành về điện tử tiêu dùng nhá, điện tử và điện gia dụng những cái đồ linh tinh trong nhà. Thì thứ hai đó là những cái ngành liên quan đến nhà cửa và đời sống đấy, và cái thứ ba đó là những cái liên quan đến những cái sản phẩm mà dạng như là kiểu như là chăm sóc nhà cửa hay là những cái hàng tiêu dùng nhanh các thứ. Thì ba cái nhóm này mình sẽ gộp lại là đồ gia dụng luôn cho nó dễ nhá. Thì ở đây là mình cũng có lên một cái map để cho chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cho nó dễ. Thì cái ngành hàng mà đồ gia dụng này á, thì như đã nói thì cái ưu điểm của cái ngành này ấy, nó đó là cái nhu cầu rất là cao, nhất là về dịp cuối năm. Cái thứ hai là nó nhiều phân khúc mà anh em thể lựa chọn rất là nhiều các sản phẩm khác nhau đấy. Cái tiếp theo nó là rất là nhiều những cái ngách để cho anh em đi, rất là nhiều những ngách sản phẩm á, để mình có thể đi được, và rất là nhiều những cái sản phẩm mà mình có thể là sản xuất dạng OEM được, tức là làm thương hiệu được đấy. Thì cái ngành này tại vì nó rộng lắm anh em ạ, nên là nhiều cái cho anh em mình làm. Cái thứ hai là cái nhược điểm của cái ngành này là thứ nhất đó là cái nhu cầu cao, nên là cái rất là nhiều người bán mà, nên là cái cạnh tranh nó cũng rất là cao. Cái thứ hai là cái lợi nhuận của nó thì nó thấp, nó khá là thấp. Đối với những sản phẩm mà tầm dưới 100.000 thì gần như bán chỉ để cho vui, rồi là rất là dễ rằng mà người khác có thể copy được về cái nguồn hàng, về cái việc nhập hàng các thứ. Thì cái ngành hàng này nó rất là dễ, nên là nó dễ bị copy. Và cái cuối cùng đó là những cái phân khúc mà nó thấp á, thì và thông dụng á, thì cái sự cạnh tranh của nó sẽ cực kỳ khốc liệt anh em ạ. Đấy là cái nhược điểm. Ở đây thì mình sẽ làm cái việc đầu tiên, đó là cái việc này là hành trình bán hàng nhá, nên anh em cần phải làm này. Một đó là mình hãy xác định rõ ràng là khách hàng của mình là ai. Đấy, rõ ràng khách hàng của mình là ai. Tiếp theo là cái phân khúc nào là cái phân khúc mà mình sẽ hướng tới. Đấy. Tiếp theo là mối quan tâm của cái phân khúc này là cái gì. Sau đó thì mới là cái khả năng chi trả họ ra làm sao. Đấy. Thì anh em cần phải rõ ràng, nó như kiểu là anh em đi học mấy thời hay nói là vẽ chân dung khách hàng, thì cái này cũng dạng như vậy. Tức là mình phải xác định là mình sẽ oánh phân khúc nào, từ bao nhiêu tiền đến bao nhiêu tiền. Đấy, đơn giản như này nhá. Anh em muốn có 100 đơn hàng một ngày đi, mà anh em bán sản phẩm là phân khúc ở 500.000 trên một sản phẩm, thì tức là anh em nhập hàng thì khoảng tầm, mình cứ cho nhanh đi là 7 ngày đi, đúng không? 7 ngày tức là anh em phải có 700 sản phẩm trong kho. Thì 700 sản phẩm nhân với giá 500.000 trên một sản phẩm thì nó bằng bao nhiêu tiền? Nó có tương ứng với nguồn lực của anh em hay không? Đấy, kiểu thế anh em tính toán như vậy. Nó dựa trên rất nhiều yếu tố, nhưng mà đấy là một cái yếu tố mà tại sao mình cần phải phác thảo cái chân dung khách hàng, cũng như là mình xác định rõ cái phân khúc, cái ngách mình định làm, cái sản phẩm mình định làm ngay từ đầu tiên là như vậy nhá. Tiếp theo đó là mình hãy ngồi và viết ra các cái lợi thế của mình. Nói lợi thế của ông là gì, sở thích của ông là cái gì, đam mê ông là cái gì, các cái kiến thức chuyên môn của ông làm sao, hoặc là các cái nguồn lực khác như là tiền bạc, rồi mối quan hệ, rất nhiều thứ khác đấy. Rồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và quan hệ, đúng không? Mình liệt kê các cái nguồn lực của mình ra, hoặc là mình có cái hệ thống traffic sẵn chưa. Ví dụ như mình chẳng hạn, thì bây giờ nếu mà mình làm thì mình có sẵn là kênh YouTube này, kênh TikTok này, kênh Facebook cá nhân này, mình có một số các website này, thậm chí là mình có rất là nhiều ấy, nhiều các mối quan hệ với lại những cái bạn reviewer, những KOL đấy. Thì mình liệt kê ra xem là những cái gì có thể giúp mình đạt được mục tiêu, giúp mình bán được hàng thì mình sẽ sử dụng. Đấy là mình cái bước thứ hai nhá. Bước một này, bước hai là liệt kê những cái lợi ưu điểm của mình này. Đến cái bước thứ ba là cái bước mà mình có thể lựa chọn sản phẩm. Thì các bạn để ý là cái nhóm ngành đồ gia dụng này á,
Đấy, sẽ như mình vừa nói là sẽ gồm như là giặt giũ, chăm sóc nhà cửa này, nhà cửa đời sống và thiết bị điện gia dụng này, thiết bị điện tử này. Đấy, những cái sản phẩm này thì mình đều phải chia làm 3 loại nhé. Khi mà anh em nghiên cứu và tìm sản phẩm á, thì mình đều phải chia làm 3 loại. Một là sản phẩm phễu, hai là sản phẩm chính và ba là các sản phẩm mũi nhọn. Sản phẩm phễu là những sản phẩm mà mình có thể bán với số lượng rất là lớn để mình có thể là tăng cái traffic cho cái shop của mình, tăng lượt lưu lượng truy cập. Cái sản phẩm chính là những cái sản phẩm mà mình có thể bán quanh năm ngày tháng để giữ cho cái doanh số của mình nó rất là ổn định đấy. Tiếp theo là sản phẩm mũi nhọn là những sản phẩm mà mình có thể là bán với để mình có thể thu được cái lợi nhuận rất là cao. Và mình sẽ có một số cái sản phẩm như mình đi, mình cũng có một vài cái sản phẩm mà rất ít người làm. Tuy là số lượng đơn thì rất là ít, một ngày chỉ 2-3 đơn thôi, nhưng mà ngược lại cái lợi nhuận của nó khá là cao, với lợi nhuận khoảng độ tầm vài trăm nghìn trên một sản phẩm chẳng hạn thế đi, thì nó cũng rất là ok. Đấy, thì anh em cần phải có những sản phẩm dạng vậy. Thì những sản phẩm này sau này mình sẽ tìm cái khả năng làm sao để mà OM nó tự làm thương hiệu á, để mình có thể nói là được thương hiệu thì nó ghê gớm, nhưng mà anh em tưởng tượng là mình đóng lại bao bì rồi là mình sơn lại màu, lại dán lại tên logo cái thành của mình, thì anh em sẽ đỡ về cạnh tranh giá hơn đấy. Đăng ký những cái gì có thể đăng ký quyền đại lý hoặc là phân phối, giá thì nó tầm trên, nó khoảng tầm trên 300k trở lên. Giá thì càng cao, ví dụ như hoặc tức là không quá cao nhưng mà giá khoảng tầm 300-500 nghìn đó. Tại sao anh em biết không? Bởi vì khi mà giá sản phẩm cao như vậy á, thì nó sẽ tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh. Những cái thằng mới á, những cái người mới như ta mới nhảy vào thì thường nó hay tập trung vào những phân khúc thấp từ tầm 100.000-200.000 trước, chứ ít khi những thằng nào mà lao những sản phẩm đắt tiền ngay lắm. Vì nên là khi mình bán những sản phẩm đắt tiền thì mình đã loại bỏ được rất là nhiều các cái đối thủ cạnh tranh rồi. Thì đấy là cái gọi là cái kinh nghiệm của mình thôi. Cái lợi nhuận thì tầm 30-50% là vừa. Thì cái việc mà lựa chọn sản phẩm mà liên quan đến rất nhiều yếu tố, thì thứ nhất đó là về cái độ lớn thị trường. Đấy, cái độ lớn thị trường như thế nào? Vậy anh em chọn một cái ngách là đồ trang trí bàn làm việc đi. Đấy, những cái đồ điện tử như là cái đồng hồ này chẳng hạn này. Đấy, cho anh em xem cái đồng hồ của mình. Anh em thấy chưa? Đấy, đây là cái đồng hồ của mình. Thì cái đồ trang trí cho cái bàn làm việc này của mình chẳng hạn, thì nó là một cái thị trường ngách. Thế thì mình phải nghiên cứu xem là cái ngách này có lớn hay không. Mình vào những cái nhóm như là gaming show này, rồi setup bàn làm việc này, sống tối giản này, ví dụ thế đi. Mình vào những cái group đấy mình xem là lượng tương tác, lượng quan tâm người ta thế nào. Rồi mình đi soi những cái shop khác cùng cái ngách đấy xem họ có bán được hay không, bằng những công cụ như là Shopee Fan này, Backcode hay là Auto Shopee, Google Trend hoặc là các cái mạng xã hội. Cái này thì chắc là mình phải cần làm một cái video kiểu hướng dẫn là ông kích ở đây, ông kích ở đây. Đấy thì chắc các bạn mới biết được. Còn nếu mà bạn đã biết rồi, hoặc là các bạn có thể lục lại những cái video cũ của mình để xem nhá. Rồi các bạn nên có một cái ngách riêng đấy, hoặc là nghiên cứu những gì mà tức là như này này. Ở đây là những cái tiêu chí anh em có thể là dựa vào độ lớn thị trường này, hoặc là dựa vào ngách của mình này, thứ mình am hiểu á, hoặc là như kiểu là mình bán cái decom là thứ mình am hiểu, là mình hay dùng tool công cụ rồi dùng kiểu tạo Facebook rồi spam Facebook các thứ á, thì mình hiểu về nó thì mình có thể là đi vào cái ngách đấy, proxy rồi đấy, decom proxy rồi bán sim thì là theo ngách, hoặc là có cái tab có sẵn, tức là các bạn có những kênh TikTok hay YouTube hoặc là bạn bè gì đó, anh em gì đấy, những người xung quanh mình á, tức là đấy là những cái tab khách hàng mình có sẵn, thì dựa vào cái tab đấy nhiều ít hay là họ quan tâm điều gì thì mình sẽ làm điều đấy. Ví dụ như các bạn đang là giáo viên đi, ngày xưa mình là sư phạm toán mà nên mình hiểu cái này. Ví dụ mình là giáo viên dạy một cái trường cấp 1 đi, thì cái ngách và cái tab có sẵn của mình là gì, là các phụ huynh đúng không, là các học sinh, thì mình có thể bán văn phòng phẩm đấy, kiểu thế. Rồi lợi thế, hoặc là follow theo những cái lợi thế kể trên ở trên này. Nhập hàng thì các bạn có thể là quan tâm đến việc nhập hàng trong nước hoặc là nước ngoài. Cái nhập hàng này thì chắc là mình không thể nào đi sâu được, bởi vì mình không chuyên về nhập hàng. Nhưng mà mình có thể có một cái lời khuyên, đó là các bạn nên dành thời gian để nghiên cứu và nhập thử hàng rất là nhiều. Giống như mình như mua hàng online suốt ngày, có những ngày mình cả chục đơn này, kiểu mình mua hàng online từ shop Việt Nam, shop nước ngoài các thứ, để mình test sản phẩm liên tục như vậy. Nên thì các bạn sẽ tìm ra được nhá. Cứ dành thời gian như vậy. Ở đây thì hôm qua hôm kia mình đã làm một cái video rồi, tức là những cái mô hình kinh doanh các bạn có thể follow, các bạn có thể lật lại cái video đấy nhá, để mà xem các cái mô hình kinh doanh có thể follow được. Tiếp theo là cái phần xây dựng shop, phát triển shop và vận hành shop, thì cái này thì là những cái video sau. Thế thì cái phần chính trong cái video ngày hôm nay á, thì nó sẽ nằm ở đây. Chúng ta sẽ dành thời gian và nghiên cứu về cái ngành điện tử, điện gia dụng này, cái ngành gọi nhà cửa đời sống và đồ chơi này, và cái ngành gọi là ngành hàng tiêu dùng nhanh này. Đấy, ba cái ngành hàng mà mình tạm xếp nói chung ở một chỗ là ngành đồ gia dụng nhá. Ok, thì đầu tiên nó là cái ngành điện tử, điện gia dụng này. Các bạn sẽ thấy là trong cái ngách này nó gồm rất nhiều thứ, như là điện thoại này, thiết bị điện tử này, máy tính laptop, rồi camera này. Đấy, đây là một số cái này.
vòng đời của các cái sản phẩm điện tử này thì nó luôn là mới mẻ. Các bạn sẽ thấy là nó ra rất là nhanh. Cũng như là mình mua cái camera này, cái máy quay này, mình vừa mua đầu năm trước, năm sau lại ra cái mới rồi. Thế là mình lại phải mua, mình lại update. Hay là như điện thoại iPhone đúng không, mỗi năm ra một lần. Đấy thì những cái sản phẩm này thì thường nó sẽ update rất là nhanh. Những cái tháng mà bán chạy này, như mùa Tết này, mùa du lịch này, đấy, có những cái thời điểm mà nó ra mắt điện thoại mới này, các cái mùa thị trường này rồi, như là laptop, bàn phím, chuột, tai nghe này, đấy, mùa Tết thì TV rồi những cái đồ kiểu làm bếp là một cái thứ này nó rất là hot. Rồi các ngành nghề điện tử gia dụng thì bao gồm này, đây này, máy lọc nước, nồi cơm điện này, máy hút bụi này, đấy. Đấy, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, đấy, mùa xuân thì cái mùa xuân thì là cái mùa mà Tết ra ấy, thì kiểu hay ăn lẩu, ăn lủng các thứ này, robot hút bụi, nồi cơm điện này. Mùa hè thì đương nhiên là điều hòa, các cái quạt cầm tay đúng không? Rồi mùa thu này làm bánh, nướng bánh này, mùa đông là quạt sưởi, máy sưởi. Hôm trước các bạn hỏi mình là mùa đông bán cái gì anh ơi, thì đương nhiên là bán quạt sưởi rồi, nếu mà ngoài miền Bắc đúng không, còn trong Nam thì có thể bán quạt. Đấy, rồi là những cái loại như kiểu nồi lẩu mini này, rồi đồ nồi nướng này, nhà mình một nùi cái đông đấy, là những cái đồ như là để ăn nướng với ăn lẩu suốt ngày đấy, tại vì mùa đông mà. Đấy, cách để cập nhật xu hướng sản phẩm thì các bạn có thể tìm ở trong những cái mục như là flash sale này, đấy, thư mục siêu thị điện tử này, không biết cái này nó còn cái thư mục đấy không. Cái file này là cái file của Shopee cung cấp nhé các bạn nhé. Đấy, rồi là mục phổ biến bán chạy này, tham khảo các cái nơi khác như mình vừa nói, lúc nãy mình có nói, có chia sẻ với anh em là anh em cần phải tham khảo rất là nhiều ở trên thị trường. Ví dụ như là dùng các cái công cụ để nghiên cứu, rồi Shopee này, dùng Google Trends để nghiên cứu toàn bộ hệ thống tìm kiếm của thị trường này, hoặc là dùng mạng xã hội để biết xem là những cái trend nó như nào. Ví dụ mình hay xem TikTok này, TikTok Việt Nam, TikTok Trung Quốc này, mình hay vào các cái nhóm liên quan đến nhập hàng, gom hàng này, đấy, nhiều kiểu thế là mình sẽ biết hết. Cái vấn đề liên quan đến việc mà đăng bán sản phẩm này thì mình sẽ dành ở cái video mà mình hướng dẫn chi tiết nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Cái video này là chỉ chia sẻ xem là cái ngành hàng đấy thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ có những cái phần gì thôi. Cái ngành mà nhà cửa và đời sống, đồ chơi các thứ này thì nó bao gồm, cái này là cái menu cũ nhá. Cái menu mới bây giờ thì nó hơi khác một tí. Những cái đồ như là chân ga, gối đệm, đồ dùng nhà bếp này, đồ dụng tiện ích này, các loại đèn trang trí nhà cửa này. Đó, rất là nhiều. Đây là những cái gọi là máy cầm tay này, dụng cụ cầm tay này, rồi những cái tủ, rồi hộp đựng, rồi phòng tắm, nó sẽ chia những cái phòng như vậy. Nếu các bạn lên Shopee nhiều các bạn sẽ thấy nó sẽ chia ra phòng như vậy. À, rồi là ngành đồ chơi trẻ em các thứ này, đồ chơi nó cũng chia làm rất nhiều loại như là sơ sinh, giáo dục, ngoài trời, rồi búp bê, mô hình giải trí. À, nó chia là nhiều, rất nhiều ngách như vậy. Các bạn có thể tham khảo những cái ngách như này để làm sao để mình có thể là tìm ra cái ngách của mình. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái ngành màu xanh này là cái ngành đồ chơi giải trí này, màu xanh đồ chơi gấu bông này, thì mình sẽ biết được này. Đó, đây là theo các mùa này nhá, đây là theo các mùa này. Ok, tiếp theo là cái ngành tiêu dùng nhanh. Cái ngành này thì nó sẽ bao gồm những cái ngành như là sức khỏe, sắc đẹp này, mẹ và bé, bách khoa online, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa này. Đấy, anh em cứ đi vào những cái ngành như vậy và mình sẽ lần dần. Tại vì bây giờ mình đang có cái kho hàng ở chỗ mình hiện tại mình vẫn đang kinh doanh những cái đồ dùng nhà bếp, với lại những cái đồ dạng gia dụng như là cốc chén đĩa bát kiểu thế, rồi là những cái máy bếp, máy đánh trứng, máy pha cà phê, rồi linh tinh á. Thì ngày mai ngày kia gì đó thì khi mà mình quay một cái video cho các bạn xem cái kho của mình á, và mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút liên quan đến việc mà lựa sản phẩm, sau đó thì mình sẽ quay về để làm những cái việc chính là hướng dẫn các bạn là tạo gian hàng, đăng sản phẩm và chuẩn bị những cái bước như thế nào để có thể là bắt đầu bán hàng được. Đấy, các bạn nhớ là xem lại cái video hôm trước để mà tìm hiểu xem nào vậy thì mình nên làm theo cái mô hình nào nhé, nên kinh doanh Shopee theo mô hình nào. Ví dụ như các bạn mà mới thì các bạn có thể là kinh doanh theo mô hình như kiểu đồ zip này, còn nếu không thì các bạn có thể là nhập một số sản phẩm về để bán lâu dài, cái đấy thì rất an toàn. Còn nếu các bạn muốn liều lĩnh hơn, muốn thử sức và muốn nhanh nhẹn, kiểu như là muốn gọi là va chạm một tí, thì các bạn có thể là tìm hiểu những cái ngành nào mà kiểu như chen, vừa sắp Tết thì các bạn có thể bán đồ chen. Mùa đông chẳng hạn thì mình có thể là bán mấy cái sản phẩm dạng như là máy sưởi đúng không? Đấy thì các bạn có thể nghiên cứu. Đấy, thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Cái video này là cái video thứ 3 trong chuỗi series mà mình sẽ hướng dẫn và cùng các bạn bắt đầu từ con số 0 để mình có thể là kinh doanh bán hàng online, nhất là trên Shopee nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Thì anh em thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.